Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than. Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu thì các ông bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì các ông lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, còn bé chúng ta có hay chơi trò chơi không? Những người mà lớn tuổi bây giờ thì hồi xưa còn bé mình chơi cái gì nhớ? Chơi nhảy dây, chơi ô quan, chơi đánh chuyền, chơi trốn tìm, chơi gì nữa? Bịt mắt, bắt dê, rồi chơi gì nữa? Cò cò, rồi chơi gì nữa? Bánh bi, rồi gì nữa? Tập lon, đánh khăn, rồi gì nữa? Đếm tiền á? Chơi chuyền, chuyền 1, chuyền 2, chuyền 3, rồi gì nữa? Hả? Kéo co, gì nữa? Đánh đũa, rồi gì nữa? Chơi bắn thun, gì nữa? Ô quan, rồi gì nữa? Đánh khăn, đánh thẻ hả? Rồi gì nữa? Đánh người, Chúa trời. Trò chơi mà trò chơi đánh người bây giờ. Thì chúng ta thấy là ngày xưa mình còn bé đó, mấy cái trò chơi dân gian, trò chơi dân dã nó dễ thương và nó tập luyện cho mình được có tính gọi là hòa đồng với nhau, tập cho mình có tính gọi là đồng đội. Ví dụ như là hai bên mà kéo dây, kéo co thì phải có tính đồng đội. Rồi tập cho mình phản xạ nhanh. Ví dụ mình chơi chuyền hay là tập cho mình có thể dục thể thao là nhảy dây hay là nhảy cò cò. Hoặc là tập cho mình lanh mắt là chơi khăn, hoặc là tập cho mình biết tính toán là chơi ô quan. Rồi chơi gì đó, gì caro gì đó, phải không? Chơi caro nữa. Rồi chơi trốn tìm, vân vân. Những cái trò chơi tức là học mà chơi, chơi mà học. Những cái trò chơi đi ngày xưa, bây giờ đố mà tìm thấy. Bây giờ hỏi mấy đứa bé từ tuổi teen 15 tuổi trở xuống, nó có biết chơi chuyền là cái gì không? Nó có biết cò cò là cái gì không? Nó có biết bắn dế là cái gì không? Nó có biết chơi bi là cái làm sao không? Không. Bây giờ nó chỉ có là mỗi đứa một cái chơi game. Chả có cái gì. Mỗi đứa một cái máy vi tính, hoặc mỗi đứa một cái iPhone hoặc cái iPad. Rồi cứ ngồi cắm đầu cắm cổ, pang pang chu 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 chu. Cái thế giới của nó chỉ ở trong mỗi cái màn hình. Cho nên là mới có 5-6 tuổi mà mắt đen đỏ đó dây, đeo cái kiếng, giày cộm, đúng không? Rồi không có tinh thần đồng đội. Nó chơi có một mình ấy mà. Cho nên là nó chẳng có chơi với ai cả. Mà bố mẹ thì thấy nó con mình nó khóc, không có dỗ được. Ngày xưa mà mỗi lần con khóc là mẹ: Ô nín đi con nhí dầu, cầu gian đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập gành, khó đi mẹ dắt con đi trường học mẹ đi lấy chồng mẹ còn mẹ.
vậy. Còn là chơi trò chơi đánh người, xong rồi bây giờ bà chơi là mẹ đi, con đi trường học mẹ đi lấy chồng. Con đi trường học mẹ đi trường đời. Thế thì những cái bài ca dao, rồi những câu hò, rồi những lời ru còn không thương treo, hết rồi. Bây giờ là muốn cho nó ngủ là lấy cái máy cho nó chơi chơi trắng là bắt đầu nó ngủ. Cứ mỗi thằng cái điện thoại di động, mỗi đường cái iPad hay iPhone gì đó. Cho nên càng lớn lên thì đứa bé nó càng co mình lại. Và chẳng trách gì bây giờ thì cha cháu nó bị tự kỷ, cháu nó trầm cảm. Tại vì nó có chơi với ai đâu, nó cứ đóng khung nó ở trong thế giới của nó, thế giới ảo thôi, bất thật. Đi tìm kho báu, đi tìm kho tàng, rồi đi chém, đi giết. Toàn những trò chơi bạo lực, thưa thưa chém, súng rồi nổ, rồi bom, rồi thả, rồi mìn, rồi nổ, đủ thứ. Toàn trò chơi bạo lực, mà trò chơi bạo lực là cứ một mình nó, thì nó càng ngày nó càng trở nên độc tài, trở nên độc đoán, nó trở nên nó cô lập nó lại. Rồi nó không tiếp xúc với ai, nó không nói chuyện với ai, bố mẹ chẳng quan tâm gì nữa, miễn là mày đừng có khóc là được rồi, để tao yên. Tao cũng phải lo chuyện của tao, tao cũng phải nghỉ để mai tao đi làm. Mày cứ nằm yên đó, mày muốn chơi gì thì chơi. Cứ như thế. Thưa anh chị em, rồi môi trường xung quanh bây giờ cũng đâu còn cái sân vườn nữa để mà đánh bi, để mà bắt dế, để mà bắn thun. Bây giờ hết rồi. Có khi cái nhà thì có mấy mét vuông, có bao nhiêu người ở chung với nhau. Rồi ra ngoài đường tí là thấy xe cộ, rồi toàn là bê tông hóa hết. Đâu còn cái tí đất nào để mà bắn bi, đâu còn cái chỗ nào mà chơi ô quan lấy gạch kẻ kẻ ra nhảy cò cò, có không? Hết rồi. Những ngày xưa thân ái anh trả lại cho em, tem tèm tem tem tem, hết rồi, thôi rồi, còn chi đâu em ơi, hết rồi. Những cái bà tuổi thơ thật là êm đềm, thật là đẹp đó, bây giờ trẻ em thành phố nó bị thiệt thòi, thấy mà thương. Trẻ em miền quê, chúng tôi đi phát quà ở những vùng quê đó, thì thấy em nó còn chơi cái đó, chơi nhảy cò cò, rồi chơi bịt mắt bắt dê, rồi rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có nhà hiển vinh, thầy thuốc có nhà không. Những cái trò chơi thật là dễ thương, và những câu hò thật là dễ thương. Thấy trẻ em rất tiếc là bây giờ ở thành phố, bây giờ hiện đại hóa, rồi cái gì cũng máy móc, cái gì cũng thế giới toàn là thế giới ảo hết, cho nên người ta sống không có thật. Và đứa bé nó không có tinh thần đồng đội, nó không có biết làm việc chung với ai, nó không biết chơi chung với ai cả. Nó cứ lớn lên rồi nó lấy vợ, nó gả chồng, rồi lại lo cho nhà nó, rồi kiếm tiền, cứ như thế, không ai còn biết ai nữa. Và thế giới này trở thành mỗi người là một hòn đảo, chứ không còn phải là không ai là một hòn đảo. Bây giờ là mỗi người là một hòn đảo, là một thế giới riêng, không còn biết quan tâm đến người khác. Và như vậy thì không có lòng thương xót. Làm sao mà có lòng thương xót được nếu mà tôi chỉ chơi một mình tôi? Làm sao mà có lòng thương xót được nếu mà tôi chỉ lo đi tìm kho tàng cho tôi, đi giết kẻ thù, rồi đi diệt những chướng ngại vật để đi tìm kho báu cho chính bản thân mình, rồi thắng rồi vỗ tay, vỗ tay cười một mình vậy thôi, tự thưởng mình mà thôi vậy thôi. Bố mẹ thì cứ bảo miễn là sao nó không nghịch không phá, nó ngồi im mà nó muốn quậy gì nó quậy, mà cái máy là thì kệ nó. Thì ta thấy được là tuổi thơ của chúng ta ngày xưa coi vậy nghèo nghèo nhưng mà lại vui, phải không? Vui không? Vui chứ. Chơi trò chơi, mà những cái trò chơi đó làm cho con người mình thoải mái. Ngày xưa có thấy nào bị tự kỷ không? Ngày xưa có thấy trầm cảm không? Không, bây giờ toàn tự kỷ với trầm cảm không, là vì như thế, thưa anh chị em, là vì nó bị cô lập từ bé, rồi nó không tiếp xúc với ai, nên cuối cùng nó cứ dần dần nó thu mình lại. Và tạ ơn Chúa vì anh chị em đến đây, đến giáo điểm tin mừng này, đến với cộng đoàn lòng thương xót này. Ở đây không ai là một hoàn đạo, ở đây không ai mà là còn có thể trầm cảm, không ai có thể tự kỷ được. Vì chúng ta đến đây, chúng ta phải tập
quan tâm đến người khác. Chúng ta đến đây chúng ta phải tập biết thương xót người khác. Chúng ta đến đây chúng ta phải tập mở lòng ra, làm quen với nhau và sẵn bắt tay hỏi thăm người bên cạnh cái gọi tên gì thôi. Đấy, làm quen với làm quen thôi, bắt tay hỏi thăm người bên trái gọi tên gì. Bắt tay hỏi thăm người bên trái gọi tên gì. Bắt tay hỏi thăm người bên phải gọi tên là gì. Hả? Bắt tay hỏi thăm người đằng trước coi ở đâu. Rồi bắt tay hỏi thăm người đằng sau coi có khỏe không. Đấy, cộng đoàn của chúng ta sợ nếu ngồi yên vậy mở răm ra cái lại mắt lại bệnh tự kỷ bây giờ, lại bệnh trầm cảm hết bây giờ. Và chúng ta thấy là một cái thế giới mà mọi người biết quan tâm với nhau, một thế giới mọi người biết lòng thương xót nhau, thì những căn bệnh gọi là cô đơn rồi tự tử rồi trầm cảm tự kỷ nó không có chỗ đứng ở trong lòng của con người, không có chỗ đứng ở trong cái cộng đoàn. Mà nơi đấy con người ta quan tâm đến nhau, nơi đó người ta biết nghĩ đến nhau, nơi đó người ta biết tương quan đến nhau. Thưa anh chị em, hạnh phúc cho chúng ta vô cùng khi anh chị em mình đến đây và mình tập bỏ cái thế giới riêng của mình ra, biết cầu nguyện cho nhau, biết hát với nhau, biết đọc kinh với nhau, rồi biết nhường chỗ cho nhau, rồi biết hỏi han nhau, biết thương xót nhau, biết thực hành lòng thương xót với nhau và biết chia sẻ cho những người ở nơi khác nữa. Thưa anh chị em, có một vị đến đây nói chúng con đang muốn xây nhà thờ, thấy ở đây có anh chị em đến để chúng con muốn nhờ cha chia sẻ giúp đỡ. Tôi nói cha nhìn cái nhà thờ con nó có ra sao đâu, nhà thờ con còn tệ hơn nhà thờ mà cũ của cha, nhà thờ mà sắp phá đi để mà xây mới, còn cái trần thì nó rộng rồi, cái mái thì nó rách thì nó cũng ọp ả ọp ẹp hết. Nhưng mà chúng con không chủ trương xây nhà thờ, nhưng mà chúng con chủ trương xây đền thờ tâm hồn của con người. Bây giờ những nhà ngôi nhà thờ lớn có khi nhà thờ phải đóng cửa vì người ta không đi lễ nữa thì làm cái gì bây giờ? Vì người ta không còn nghĩ đến người khác nữa, người ta không còn thấy đời sống cộng đoàn có ý nghĩa nữa, cho nên người ta cứ ở nhà thôi. Rồi người ta bảo rằng là tôi chẳng cần Chúa, chẳng cần đi lễ, chẳng cần đọc kinh mà vẫn có cơm ăn, vẫn có áo mặc, vẫn có công ăn việc làm. Có không? Có không? Có. Có. Chúa của chúng ta sẵn sàng chịu đựng. Chúa của chúng ta vì lòng thương xót mà không vặn cổ nó. Chúa của chúng ta vì lòng thương xót mà không bẻ gãy giò nó, để nó chạy đi chơi thay vì nó chạy đến với lòng thương xót Chúa. Cho nên cha à, thôi cứ làm nhà thờ nó nhỏ nhỏ thôi, cứ làm nhà thờ nó khiêm tốn thôi, cứ làm xài gồ với lập mái tôn các thứ đơn giản thôi, cần gì phải cả 100 triệu, cần gì phải cả 100 tỷ, cần gì phải cả 1000 tỷ để làm gì, công trình thế kỷ làm gì. Tất cả nó rồi cũng phù vân, nối tiếp phù vân, tất cả chỉ là phù vân, tất cả rồi cũng không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Vì vậy mà anh chị em mình đến đây, chúng ta xây dựng một cộng đoàn của những con người mà anh chị em ra về phải trở thành, mỗi người anh chị em ra về phải trở thành những người mà xây dựng ở chỗ cộng đoàn của mình một cái cộng đoàn nhỏ của những con người biết quan tâm đến nhau, biết nghĩ đến nhau, biết chia sẻ với nhau, biết mở lòng ra với nhau, không còn trầm cảm, không còn tự kỷ nữa. Được không? Được không? Cho nên thôi con cầu nguyện cho cha để cộng đoàn của cha có sức mà chăm sóc các linh hồn, còn nhà cửa được bao nhiêu thì được, nó cũng không quan trọng. Nhà con để cha ngồi nhà bếp, nhà kho, nhà văn phòng, tất cả chỉ làm có một mà thôi, mà con vẫn sống vui, con có chết gì đâu, vẫn sống khỏe, con ốm đau gì đâu. Cho nên thưa anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay Chúa cho chúng ta thấy rằng là Chúa nói rằng ta ví những con người của thế hệ này với ai bây giờ? Nó giống như những cái lũ trẻ đó, rồi nói với những đứa khác là tại sao mà tôi thổi kèn, tôi đánh đàn mà sao không chịu nhảy múa. Những lũ trẻ, những đứa bé nó luôn luôn bắt người khác phải làm theo nó. Có phải không? Muốn đòi bú là mẹ phải cho bú không? Là bắt đầu
nó đòi cái gì cũng phải cho, nó đòi cái gì cũng phải cho. Đến đây anh chị em tôi luôn luôn nhắc nhở là đừng hoặc là cấm không được mua đồ chơi cho con nít, vì đây là nơi cầu nguyện, đâu phải là nơi mà đi mua sắm. Cho nên là người ta bày ra đồ chơi con nít mà một đứa nó đòi được thì những đứa kia nó sẽ đòi theo. Cho nên tuyệt đối không có mua đồ chơi cho con nít. Vì anh chị em tưởng tượng vào nhà thờ mà nó cứ rơi xuống nó pàng pàng pàng, không chịu nổi không? Rồi vào nhà thờ đấy thì nó đem cái xe cứu hỏa nó kêu chịu đơm. Rồi chốc nó cứ chấp chấp dịch sao chịu nổi. Vì thế mà con nít nó cứ đòi, và người lớn mình không biết nó đòi đúng hay đòi sai, mình cứ chiều. Vậy là mình đúng hay sai? Sai. Phải biết rằng là cho con mình cái gì đúng, cái gì cần, chứ không phải cho cái nó muốn hay nó đòi. Nhớ kỹ, không phải con mình muốn là đúng, không phải con mình đòi là được. Không, cái điều đó có cần hay không, điều đó có đúng hay không, điều đó có hợp hay không thì mới được. Còn lũ trẻ ở ngoài cứ vậy, ta đánh đàn, ta thổi kèn thì phải nhảy múa, ta thổi kèn đám ma thì phải than khóc, nó bắt người khác phải làm theo nó bắt người khác phải vâng theo nó, và cuối cùng bắt luôn cả Thiên Chúa cũng phải vâng theo nó. Con đói thì Chúa phải cho, con khát thì Chúa phải cho. Tại sao có ly nước mày không lại mày lấy? Không, Chúa phải lấy nước cho con há miệng ra con chờ sung động. Ta thấy không? Có những người mà không chịu đi làm gì cả, cứ bỏ phó thác nơi Chúa mà không chịu đi làm. Như vậy là mình điều khiển Chúa hay là Chúa điều khiển mình? Mình điều khiển Chúa, Chúa chỉ làm nô lệ cho mình thôi. Gạo, giờ Chúa phải đưa gạo tới, nước, Chúa phải bê nước tới, cơm, Chúa phải bê cơm tới. Còn ta không chịu làm gì cả, cứ nằm chờ sung nó rụng xuống. Thậm chí mà sung nó không rụng vào đúng miệng mình, nó lại rụng bên cạnh. Có lượm không? Không lượm, phải há miệng ra. Nó không rớt vào đây, nó lại rớt bên cạnh. Nằm pin không chịu đưa tay lượm, rồi chờ một cái thằng nó đi ngang qua. Nói, y mình lượm cho sung bỏ miệng ta coi. Cái thằng này nó cũng không cúi xuống nó lượm, mà nó lấy chân nó cọc. Nó lấy ngón chân nó cọc cái trái sung, nó thả vào miệng cái thằng này. Cái thằng này vừa nhai, ngòm ngòm ngòm. Mấy cái thằng này lười, mày cúi xuống mày không lượm, mày sao mày phải lấy chân mày bỏ vào miệng tao? Mình nằm đó mà lười không chịu đưa tay lượm, mà người ta lấy chân người ta lượm mà còn chửi người ta. Thì ta thấy là trong gia đình hay trong cộng đoàn, có những con người lúc nào cũng bắt người khác phải chiều mình, lúc nào cũng bắt người khác phải làm theo ý mình, lúc nào cũng bắt người khác phải đáp ứng những cái mà mình muốn, không cần biết có cần hay không. Thưa cha phải làm cái này, cha phải làm cái kia, có cần hay không? Hay là chỉ làm, cha phải làm cái tháp chuông cao 100 mét, phải làm cái chuông 7 hay là 14 cái chuông, có cần hay không? Thưa cha bây giờ phải làm cái bàn thờ bằng cẩm thạch để cho nó sang, có cần hay không? Thưa cha bây giờ cái ghế của mình, bây giờ ghế này là gỗ thông thường quá, bây giờ phải thay bằng gỗ gì? Cẩm lai, gõ, căm xe cho nó sang, có cần hay không? Thế ra cái nền cung thánh này bằng gỗ thường quá, gỡ ra, lấy đá gì, mắc nhất đá gì? Đá kim cương, lót vào cung thánh, có cần hay không? Có hợp hay không? Thưa chị em, cho nên không phải là bất cứ người giáo dân cứ cho cái gì là mình cứ phải chiều theo người ta. Tôi nói có cần hay không? Có hợp hay không? Và khi mình đặt cái cần có hợp hay không thì đến trước Chúa mà hỏi lạy Chúa, Chúa có muốn như vậy hay không, hay là con muốn, hỏi coi, hỏi thử coi Chúa có muốn như vậy hay không. Có người khênh cái ghế rất là to lắm, mà chạm chỗ công phu vô cùng, như là cái ngai nhà vua chở đến đây. Cha về con chở đến cái ghế rồi, bây giờ cha đưa vào trong nhà thờ, cha ngồi dâng lễ cho nó oai. Tôi nói thành thật xin lỗi và cũng chân thành cảm ơn. Chính là cảm ơn đã có ý tốt đến đây, chở ghê đến đây. Nhưng mà cũng thành thật xin lỗi là vì chúng tôi không thể nhận được. Vì nhà thờ như thế này mà để cái ghế ở trên này có hợp không? Không. Dân thì đang ngồi lúc sang lúc xuống ghế nhựa,
mình ngồi như là cái ngai của ông vua trên này, có đúng không? Đúng không? Có quay được không? Không. Thôi anh vui lòng trở về chỗ khác, chỗ nào mà cần thì mình tặng, còn đây thì không cần. Không cần những cái đó. Nếu mà anh tốt, anh quy ra thóc. Bảo cha là đi quy thóc đi, mai tôi đi công tác đó, thành một tại ảo đi, thế được một 10 gia đình nó phải sướng không? Bây giờ tôi ngồi một cái ghế trong khi đó 10 gia đình đói, cứ ông cha có thể ngồi cái ghế đó để mà nhìn 10 gia đình đói được không? Được không? Chấp nhận được không? Không, cho nên bán mua tạc thóc đem đi cho người nghèo tốt không? Tốt hơn nhiều. Chính vì mà Đức Giáo Hoàng Francisco chúng ta thấy không? Ngài đâu có chiều theo người ta. Người ta lệ, lúc mà đăng quang Giáo Hoàng, người ta đòi đội cái may mũ chiều thiên 4 tầng, Giáo Hoàng bỏ cái đó. Rồi người ta bắt phải mặc áo bào, áo đỏ thật là sang trọng, Giáo Hoàng bỏ cái đó. Rồi phải đi cái giày hài đỏ ngồi trên ngay để cho các hồng y đến hôn, Đức Giáo Hoàng cũng bỏ cái đó. Rồi phải vào một dinh riêng của Giáo Hoàng, một cái cơ ngơi riêng gọi là dinh Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng cũng bỏ cái đó, ra nhà mắt ta ở chung với mọi người. Rồi ta phải có một cái xe hơi đặc chuẩn để cho Đức Giáo Hoàng đi, Đức Giáo Hoàng cũng bỏ cái đó, đi xe hơi bình thường, miễn là nó di chuyển được thì thôi. Đó cho nên là không thể chiều người ta được, không thể chiều giáo dân được. Không phải là giáo dân thích cái gì mình cũng chiều để được lòng, ông cha này ông ấy thế này thế kia. Không, phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Phải vâng lời hơn là vâng lời. Anh chị em lấy quạt ra thử coi làm có đúng không? Làm. Nói mà không làm không ra làm sao cả. Quạt đâu? Nhớ lên. Đâu quạt đâu? Nhớ lên. Ai có quạt thì lấy tay. Thiên Chúa là bên phải, con người là bên trái nha. Phải vâng lời Thiên Chúa. Quay sang người bên phải, quạt cho người bên phải, chứ cứ giơ lên trời quạt với ai? Quạt sang người bên phải, phải vâng lời. To lên, phải vâng lời. Nếu không quạt thì vỗ vai người ta cái, massage cho người ta một cái cũng được à? Phải vâng lời. Ở người ta bên trái hơn là vâng lời. Người ta to lên, phải vâng lời. Phải vâng lời người ta. Này nó gọi là quá tam ba bệnh. Trò chơi là đánh người, rồi con đi trường học, mẹ đi lấy chồng, rồi bây giờ lại phải vâng lời người ta hơn là vâng lời Thiên Chúa. Loạn hết làm lại. Phải vâng lời hơn là vâng lời. Phải vâng lời hơn là vâng lời. Nhớ kỹ điều đó. Nhớ kỹ điều đó. Cho nên là cái lũ trẻ nó đứng và nó bắt lũ trẻ kia phải nhảy múa, phải than khóc, mình có phải vâng lời nó mà làm không? Không. Cái nào đúng thì làm, cái nào hợp thì làm. Chứ không phải người ta có quyền, người ta có thế, người ta có tiền, rồi người ta bảo sao ta cũng phải nghe vậy. Cho nên có nhiều cha nói cho lòng người, tôi thấy cứ sống như cha vậy mà lại sướng, an nhiên, tự tại. Chúng tôi bây giờ nhiều khi cũng khổ lắm. Có những người họ nói là họ dâng cúng cái nhà thờ, họ bao hết, ví dụ 50 tỷ hay là 60 tỷ. Họ nói họ dâng cúng hết cả nhà thờ, họ lo hết cho. Sướng không? Sướng không? Nghe thì sướng, rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngập đắng nuốt cay thế nào. Vì lý do khi người ta có tiền thì người ta làm theo ý người ta, hay là người ta làm theo ý mình? Người ta vẽ cái kiểu nhà thờ như thế này, ông cha không chịu, có được không? Ông cha đề nghị phải làm cái này mà nó không chịu làm, được không? Được. Vì nó có tiền, nó có tiền nó điều khiển. Nếu cha muốn làm thì cha bỏ tiền ra cha làm. Thua, thấy không? Mà bây giờ nếu mà nó muốn làm mà mình không cho làm, mà vậy thì con không làm nữa, nó không giúp tiền nữa, mình cũng chết. Tiến thoái lưỡng nan, nhà thờ đập ra rồi, bây giờ nó cứ lấy đồng tiền nó điều khiển mình. Mình muốn làm nhà thờ cho đúng, phục vụ,
phải như thế này, như thế này, bàn thờ đặt ở đâu, như thế nào. Nói không, con thích vậy để cho nó le, con thích này để cho nó oai, con thích này để cho nó đẹp. Mà chả cần hiểu ý nghĩa phục vụ là gì cả, chả cần hiểu nghĩa là cái gì cả. Bắt phải làm như thế này là phải làm, bắt phải làm như thế kia là như thế kia. Tôi nói không, thà tôi ở nhà rách, thà tôi ăn cơm nắm với mè, tôi vẫn sướng hơn nhiều. Sướng không? An nhiên tự tại, thoải mái, phải không? Còn đem tiền đến mà điều khiển, bắt tôi phải làm cái này, bắt tôi phải làm cái kia, để lấy tiếng, để lấy oai, để lấy danh. Mình ngu gì mình làm đầy tớ cho họ, phải không thưa anh chị em? Có ngu gì làm đầy tớ cho ông? Có bìa hỏi nè, nghèo mà vui, giàu mà buồn, chọn cái gì? Nghèo mà vui, giàu mà buồn, chọn cái gì? Nghèo mà vui hay giàu mà buồn? Nghèo mà tự do hay là giàu mà nô lệ? Nghèo mà tự do hay giàu mà làm nô lệ? Nó nói sao phải như vậy. Rồi lúc mà bố chết bắt đồng tế cũng phải đồng tế à? Rồi dỗ hai năm, dỗ 5 năm cũng phải đồng tế à? Rồi nó mời đi ăn thì cũng phải đi ăn à? Sinh nhật của cháu, của đứa con của thằng bố đó cũng phải đi ăn à? Rồi dỗ 56 năm rưỡi cũng phải đi ăn à? Tội gì thưa anh chị em? Tội gì mà phải đút đầu vào chồng cả? Mà Chúa cũng đâu muốn chúng ta như vậy đâu. Chúa nói là ta ví thế hệ này với ai như cái lũ trẻ. Tôi cứ muốn người khác phải làm theo ý nó, bắt nó phải nhảy là phải nhảy, bắt khóc là phải khóc. Không, nếu mà cần nhảy thì tôi mới nhảy, lúc nào cần khóc thì tôi mới khóc, chứ phải ông cứ thổi kèn là tôi phải khóc. Khóc đi, khóc. Không khóc được cũng phải khóc. Khóc đi cho tiền. Ai khóc được cho 100 ngàn? Khóc đâu? Có cười thuê khóc mướn. Tôi đi đến đám tang mà tôi vừa mới bước vào tôi thấy chỗ nó khóc xong mà hay quá. Anh ơi, anh bỏ em, anh đi được rồi. Ôi, bây giờ thế này kia. Nó khóc mùi ơi là mùi. Tôi nghe cái giọng rồi. Tí nữa cầu nguyện xong ngồi uống nước lại nghe cũng cái giọng đó mà lại ông ơi là ông, bây giờ cháu nhớ ông quá. Chú kỳ ta, nãy mà cũng cái giọng đó mà anh ơi anh em buồn quá mà sao bây giờ cũng cái giọng đó mà ông ơi ông cháu nhớ ông quá là sao? Thì tôi bảo khóc mướn đi cha ơi, thuê khóc mướn, học hay lắm thưa anh chị em, gọi là cười thuê khóc mướn đấy. Thì chúng ta thấy rằng là mình theo Chúa chứ mình không theo thế gian, không để cho thế gian nó điều khiển mình, không để cho người đời nó lôi kéo mình, nó đưa mình vào trong cái chồng. Vì làm sao mà chiều thế gian được, làm sao mà chiều người đời được? Đức Giêsu bảo rằng thì là ông Gioan đến không ăn không uống thì nó bảo là ông này bị quỷ ám. Gioan không ăn không uống, ăn châu chấu, mặc áo lông là lông chiên, lông cừu gì đó, rồi ăn châu chấu với mật ong rừng thì nó bảo ông này bị quỷ ám. Còn Đức Giêsu đến không giống như Gioan, có ăn có uống thì lại bảo Đức Giêsu là chơi bời với quân, trộm cướp và đĩ điếm. Cái gì người ta cũng nói được. Cho nên mình mà cứ chiều theo người ta thì không biết đâu mà chiều đâu thưa anh chị em. Làm ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, béo thì chê béo, trục béo tròn, gầy thì chê xương sống xương sườn lòi ra. Chả biết đâu mà chiều được, chẳng biết đâu mà chiều con người ta được. Ở rộng thì người cười bảo các ông cha này hoang quá, ở hẹp thì bảo ông cha này keo quá, mà mập thì bảo ông cha này béo, trục béo tròn, gầy thì bảo ông cha này xương sống xương sườn lòi ra. Chả nhẽ bây giờ người ta cứ chê mình gầy cái phải ăn vào cho nó mập à, rồi người ta bảo mình chê mình mập quá là phải ăn bớt đi để nó gầy à,
vậy mình còn sống cho mình hay sống cho người khác, hay là sống vì người, không phải là sống cho hay sống vì người nghèo thì còn được, mà đây là chúng ta sống vì dư luận, sống vì miệng lưỡi của người đời. Mà miệng lưỡi người đời thì chúng ta thấy lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo, cái kiểu gì nó cũng nói được hết thưa anh chị em. Yêu thì nên tốt, mà ghét thì nên xấu. Mà khi đã yêu rồi thì cái gì cũng là tốt, cái gì cũng là tốt. Đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Đêm nằm thì gáy o o, chồng yêu chồng bảo gáy cho vui nhà. Đấy, lúc mà người ta thương thì ta là như vậy đấy. Nó có đúng không? Có thật không? Không, nó để cho tình cảm, nó để cho cảm xúc nó điều khiển con người ta. Không còn thấy đâu là sự thật, không còn thấy đâu là chân lý, không còn thấy đâu là cái đúng nữa. Mà luôn luôn bắt sự thật phải phục vụ con người. Tôi nói đúng thì là phải đúng, tôi nói sai thì là sai, tôi bảo hay thì là hay, tôi bảo dở thì là dở. Cái điều đó là trở thành độc tài, độc đoán, vô cùng độc ác nữa là khác. Tại vì đâu có phải cứ tôi bảo hay thì nó là hay, tại vì tôi thích cho nó là hay. Nhưng mà anh chị em không thích có thấy hay không? Không. Vỗ tay đi. Vậy cứ vỗ tay, có gì đâu vỗ tay. Có gì đâu vỗ tay. Chả có gì hay ho, cũng chẳng có gì để vỗ tay. Mình cứ bảo vỗ tay là vỗ tay là sao? Thế thì lại cha bảo vỗ tay thấy không? Không phải vỗ tay phải có lý do gì chứ. Thế bắt bảo vỗ tay mà là vỗ tay. Thế thì vì lúc mà xong chưa êm đâu, không phải xong đâu. Lát nữa về ra ngoài quán, lên sơ bít, về nhà mới bắt đầu tám. Mà cái ông cha đúng là ông vô duyên, tự nhiên nó bỏ vỗ tay. Thấy chưa? Thế nhưng bây giờ thì cười cười bảo cha bảo vỗ tay thì con vỗ. Nhưng mà về nhà bắt đầu mới suy nghĩ lại, bảo cái ông này đúng là vô duyên thật. Đúng là ông này cũng độc tài thật. Ông bắt mình vỗ là mình phải vỗ, ông bảo hay thì cũng bảo là hay. Không, bây giờ ai lên con hả? Được, con mới lên con nói coi hay hay không hay. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Lạy thưa cha và thưa cộng đoàn, con thì chúc ban cho con được hai ơn lớn nhất. Ơn thứ nhất là con đã có một người con trai là năm nay 32 tuổi, thì tên cháu là Giuse Vũ Phúc, còn vợ thì Maria Nhà, con thì là Vũ Văn Long. Mà cháu thì ai là Long? Con trai của con của cháu Phúc ấy là tên là Long. Cháu bà tên Long. Dạ. Thưa cha thì con trai của con là nó nghiện game là gần 12 năm rồi, đề đóm rồi cờ bạc rượu chè rồi chơi với những người đi buôn bán ma túy thì không có dính vào, nhưng mà có chỉ dính vào ghen như và ngã như vậy thôi, gần 11 năm trời. Vậy là bây giờ con ở nhà sợ một thời gian đó thì gia đình con rất buồn và vợ nó cũng rất buồn. Thì con mới hỏi rằng bằng trước khi con đã yêu nó thì mà nó đã chơi game chưa? Nó bảo này anh ấy chơi trước rồi. Và bây giờ nó biết nó chơi vậy mà còn lại còn lấy nó. Toàn thằng con thương anh ấy thì bây giờ cưới về là cứ phải đi tìm chồng vậy thì suốt bằng mấy năm trời. Mà đến bây giờ là một cái hôm mà tháng 5 vừa rồi đấy, thì là có ông cậu, ông đi 6 điểm là ông ấy đưa về trong một cái chai cái đàn, thì đưa cho vợ, vợ đưa cho chồng, thì bảo là anh nghe đi, lời của Chúa hay lắm, cha nói những cái lời thì anh nghe cái lời của cha đi. Tao chẳng nghe gì, chẳng có cha có Chúa gì hết, điếc tai nói vậy. Để xong rồi đến lúc mà vợ nó bảo anh nói láo, chú phạt anh đấy, mà chú phạt tao thì chú phạt rồi, tao nhiều lúc tao cũng muốn là tao cũng làm những điều không nên, tao cũng nghĩ là chú phạt nhưng mà chú chưa phạt tao,
nhưng mà tao không có tin. Và đến khi mà cái đợt mà cha làm ở nhà thờ Chí Hòa là đã bị dính vào, để con cũng tuần nào thứ năm con cũng đi xin khấn, con viết những cái lá thư mà cha đọc là cha phải quen, nhưng mà chắc cha không đọc đến. Để đến khi mà bà lại quyết định như vậy rồi, chắc tôi không đọc đến. Bà cứ xét đoán người ta rồi mọi người. Bà gửi thì bà bảo là con cứ gửi, con chuyện mà đọc là chuyện của tôi, như bà lại bảo chắc con gửi mà chắc không đọc. Thấy con là như vậy. Vậy đến khu con cũng nhà gia đình cứ cầu xin khấn khứa. Vậy là đến lúc vợ ông cháu ông cứ cầu xin phó thác cho Chúa vậy. Thì bây giờ tháng 5 vừa rồi đấy, đi 6 điểm như này thì Ai đi? Hai vợ chồng nó đi thì nó cứ ngồi ở chỗ gốc Đài Đức Mẹ này. Vậy là đến lúc mà đi đường tuần thứ nhất, tuần thứ hai về, nó mới nghe thấy cái lòng cha giảng với những người nhân chứng lên nói là về, thấy nó muộn lòng, nó mới là nó về, nó bỏ hết các thứ, không còn chơi vời một sự giống gì nữa. Mà xong rồi bây giờ ấy là nên hàng ngày bây giờ là giờ nào đi làm, còn giờ nào là đọc kinh cầu nguyện, rồi bắt cả vợ đọc kinh 3 giờ chiều. Vợ bảo rồi này, vợ bán hàng không đọc được thì là khóc đến tối. Đến tối về hỏi vợ đã đọc chưa, bảo vợ đọc rồi. Vậy là mới an tâm. Còn bây giờ là lúc nào ấy mà ngày xưa thì cứ cái ôm cái máy thì chơi game, còn bây giờ cứ ôm cái máy mở cái băng của cha ra đấy là xem nghe, xong rồi những kinh thánh bây giờ là cứ xem xong rồi là nói với mọi người như kiểu giảng thuyết ấy cha. Để xong bây giờ mà con là mừng nhất như thế này này. Có một người bạn trong tù 8 năm mới ra, bạn của con và con đấy mới ra, thì về thì cũng còn mặc cảm mấy xã hội thì cũng chưa đi làm cái gì được. Vậy là còn ở ngoài quê nhưng mà lên Lạng Sơn. Vậy là đến lúc thằng anh con nhà con nó thấy nó bỏ được những sự như vậy, vậy nó mới gọi điện cho thằng kia vào đây, nói là bây giờ mày cứ vào đây, mày tín thác vào Chúa, mày đi lòng thương xót Chúa đi, mày đi vào đây mày đi nâng giáo điểm tin mừng. Tao bây giờ là mỗi tuần tao đi 2 lần, mà có tuần tao đi 3 lần. Hôm qua là cũng đi, cô ngồi ở kia kìa, mà hôm qua con giơ tay lên thì con không được. Vậy là đến lúc mà vợ chồng về, với đến lúc mà con bảo mày này thì bây giờ nói mày bây giờ thì con cũng còn cảm tạ Chúa, cảm ơn cha. Thì cái lớn nhất là con đã được như vậy là con đã mừng rồi. Còn cái thứ hai này, con thì cái bệnh của con thì lúc khi mà con đến đây tháng 5 ấy thì là thực sự với cha là chân con không rê được, con đau lắm, con quỳ thì cũng khó, mà đứng khó, mà ngồi cũng khó. Ngồi là trong một giờ lễ ở nhà xứ con thì con ngồi đã cứ ngồi lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, rồi là dãy giụa để chia trí ra. Từ khi mà nó con đến giao hiểm này con cầu xin rồi, con phải không biết nắng cho cha, nhưng mà con chỉ có viết thư thôi, tâm tình con viết thì con dâng cho Chúa. Thì là cha đã đặt tay con bao nhiêu lần rồi, là cầu cha Chúa chữa lành cho con. Bây giờ chân tay con không có đau đớn mà con đi bình thường, và bây giờ con đi được quốc cao nữa cha. Mọi khi là cái đi đôi dép con cũng khó đi, rồi con bị gai ba đốt sống lưng, rồi thoái hóa xương, coi như là con giống vào đâu là nó đau đấy. Con đi khám bệnh thì đi tổng quát thì bác sĩ nói con là bị gai ba đốt sống lưng, mê thoái hóa xương khớp, coi như là đau đớn lắm, cả xương cổ nữa, nằm cũng khó mà đi cũng khó, mà cúi xuống vết nhà cũng khó. Con bảo này Chúa ơi, như thế này để không biết làm sao mà để bạn này tuổi mà đã phải ăn như chồng con thì chết không làm được cái gì. Thì con bao nhiêu tuổi? Dạ con là Maria Thúy, con 56 tuổi, con ở giáo phận Bùi Chu, giáo xứ Sa Châu ở Nam Định ạ. Ngồi xuống, ngồi đứng lên. À, trước con không có ngồi được như thế này đâu. Vâng, con cứ duỗi chân nó vậy này, ngoài Bắc đám đình ở ngoài Bắc người ta ngồi chiếu ấy, con cứ phải duỗi chân nó vậy cha. Vâng, bây giờ con nhẹ nhàng, người con số 3 giờ con nhẹ nhàng lắm. Con coi như là con đi 3, từ bữa mà có tháng 5 con đi đến đây là con có buồn, con đi 3 lần. Từ Bắc buồn? Không, con thì số 3 cho con thì gia đình con thì ở trong này đi kiếm sống thôi cha, còn nhà ở ngoài Bắc. À, về chị nói cái thằng con của chị á, hồi xưa nó mê game,
bây giờ người xưa nó cũng ôm cái máy để nó chơi game, còn bây giờ nó ôm cái máy để nó nghe giảng. Và nó có thằng bạn mới ra tù là 8 năm cũng bị dính vào heroin. Vậy thì chị nói với thằng con của chị đã tặng cho thằng bạn nó cái máy này chúng tôi nhé, được không? Rồi cạnh nó cứ tặng cho nó đi nhé. Rồi đây là gửi tặng cho thằng con của chị cái tập sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa tập 1 và tập 2 nha. Còn cháu nó đi mua này nhiều, còn tặng cho các bạn nữa rồi ạ. Một quả hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là một cái câu chuyện vô cùng thú vị. Thằng con của chị nó tên là gì, bao nhiêu tuổi? Cháu tên là Du Xe Phúc, 32 tuổi. Và 12 năm mê game, tức là từ năm 20 tuổi. Phải không? Vâng, trước khi lấy vợ mê game, mà lấy vợ xong mê game hơn mê vợ. Rồi ta nó có nó ma, ma đề, ma game, hai cái thứ đó nó dính vào. Và vợ suốt cả 12 năm cứ phải đi tìm chồng. Tại vì chồng nó mê game, nó mê đề, nó đi là vợ phải đi tìm về. Vậy mà không biết là làm sao mà lại anh ta lại chịu đến đây. Đó là một cái ơn lớn lắm. Tại vì nếu mà không đến đây, không nghe, không thấy, chưa chắc gì đã đánh động được trái tim của anh. Mà anh đến đây, anh nghe, anh thấy những chứng nhân, thấy được cả cộng đoàn cầu nguyện như thế này, ơn của Chúa đổ xuống trên anh ấy, và như là follow anh ấy, ngã ngựa, quay 180, quay trở về. Ngày xưa anh ấy mê game, mê đề thế nào, thì bây giờ anh ấy mê lòng thương xót Chúa như vậy. Mà ngày xưa vợ phải đi tìm chồng về, ngày hôm nay chồng còn phải nhắc vợ là sáng chiều nay đã đọc kinh lòng thương xót Chúa chưa? Ta thấy tuyệt vời không? Đã, đã. Và tuyệt vời hơn nữa là cái thằng bạn ở tù nó ra, mà anh này lại tìm mọi cách để mà giới thiệu lòng thương xót Chúa đến cho anh bạn mới tù ra, để anh làm lại cuộc đời giống như là mình đã làm lại cuộc đời. Tôi nghe được một chứng nhân như thế này, lòng nó vui lắm thưa anh chị em, nó sướng lắm thưa anh chị em. Đấy, Chúa vẫn cứ tiếp tục gửi đến cho chúng ta, vì Chúa nói rằng là sự khôn ngoan được minh chứng bằng con người, bằng những được chính con người minh chứng. Sự khôn ngoan tức là Đức Giêsu. Đức Giêsu đứng nhiều lòng thương xót đang được minh chứng bằng những chứng nhân, qua những hành động cụ thể, qua những việc làm cụ thể. Đức Giêsu đứng nhiều lòng thương xót được minh chứng qua những hành động, qua những phép lạ, qua những sự lạ hàng ngày mà anh xem đến đây. Người ta muốn nói gì thì nói, người ta muốn nói nghiêng, nói nhả gì thì nói. Nhưng cái điều quan trọng là hành động, là việc làm. Họ có thể chê trách chúng ta là đọc kinh nhiều quá, hay là giảng dài quá, hay là cầu nguyện lâu giờ quá. Người ta muốn chê trách gì thì cứ chê, cứ trách. Nhưng cứ đến mà xem, để mà dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để mà thấy được rằng là việc làm đây, việc làm là chúng ta đi thực hành lòng thương xót Chúa. Việc làm đây là những việc mà Chúa đang làm trên cộng đoàn chúng ta, nơi những chứng nhân này. Xin cảm ơn con, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con. Chào con. Xin chào tất cả. Con tắt thôi, con tên là gì thì con gì? Dạ, con tên là Maria Lê Thị Kim. Con đến từ Gia Lai. Dạ, và con là đạo theo. Cho nên là thôi con nói gì có phần sai sót con mong. Thôi được rồi, con đạo theo rồi, con được ơn gì nói ra. Con là Maria Lê Thị Kim, con đến từ Gia Lai. Dạ, con chịu ơn Chúa rất là nhiều. Mà thôi con kể một vài ý, dạ con kể tóm tắt. Thì trước khi mà con quyết định nghe anh chị em nói là hãy đến với Chúa, mà con có trên bước đường của con về chân lý là con làm rất là thất bại. Bởi vì lúc con đi, con trước đi kia con là giáo viên. Sau này, lúc đó con ra trường năm 1988, lúc đó là vật chất rất là khó khăn, con dạy trên núi, trên đồi. Lúc đó thì sáng con dạy một lớp, chiều con dạy một lớp, nhưng mà lương thì được thôn ủng hộ con có hai...
Thôi về cái chuyện xa xưa là thôi đừng kể nữa, bây giờ kể cái ơn mới nhất con được một ơn thôi nha. Đợi tạm biệt có thời giờ. Còn chuyện khổ ngày xưa cha khổ hơn con nhiều. Đừng có kể khổ nữa. Thôi, bắt tóc tôi một ơn mới nhất. Dạ. Là bây giờ phòng giáo dục kêu con. Thôi, mới nhất. Dạ. Bây giờ con chịu rất nhiều ơn, bây giờ con nguyện chú. Ơn mới nhất của con được ơn gì? Dạ ơn mới nhất của con á là con của con được thành đạt. Lại con ước là thấy mơ là thành. Con ước nguyện gì con đọc kinh cho Chúa thì con sẽ được ạ. Rất là nhiều. Con rất là cảm động. Cụ thể là cái gì? Dạ con rất là nghèo khổ mà con ước muốn của con á là được con tín thác vào Chúa. Con mong mỏi là con có một ngôi nhà ở thành. Có chưa? Dạ con có rồi. Rồi đây là cô giáo mà tại vì là bổn đạo mới thì cô cũng đã nói trước là con là bổn đạo mới nên con nói có gì sai sót thì xin cha và công đoàn cũng thông cảm. Cô ấy không thể diễn tả được vì nếu mà diễn tả thì phải kể từ xưa đến giờ là như thế nào như thế nào, vì cô là một đạo mới cho nên chúng ta cũng thông cảm với cô ấy. Mà một người được mạnh dạn lên đây mà nói như vậy đó là ơn của Chúa lớn lắm rồi. Một người nghèo khổ mà nếu cô kể cái khổ của cô thì còn ghê lắm, mà bây giờ đã được có nhà rồi, có được có con cái thành đạt và cô ấy được đến đây và như thế này, chúng ta thấy đó là một cái ơn lớn lắm. Xin Chúa chúc lành cho con, cho tặng cho con một cái bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Mời. Rồi mời con lên. Con chào cha, con chào cùng đoàn. Con là người bên Lương ạ. Con là? Con là người ở bên Lương ạ. À, người ở bên Lương. Rồi cho một tràng pháo tay thôi, người ở bên Lương. Dạ con từ hai mẹ con từ Thanh Hóa vào đây ạ. Từ đâu? Từ Thanh Hóa. Dạ, con được một cái ơn của cha là từ năm ngoái thì con xin lần năm 2014 là con sinh con gái thì được. Sự nói chậm mà nó chậm chậm mà nó to lên chứ còn nó không nghe được cái gì hết. Nói lại. Dạ, năm 2014 thì con sinh đứa con gái đầu lòng á là bị băng huyết hơn 2 tháng mà tốn hơn 2 tỷ ạ. Tốn hơn bao nhiêu? Hơn 2 tỷ đồng ạ. Sinh một đứa con gái tốn hơn 2 tỷ để chữa bệnh đó phải không? Vâng, là bị băng huyết hơn 2 tháng ạ. Thì đến lần thứ hai con sinh cháu bé đây ạ. Là mọi người ở bên đạo là chỉ cho con là nhắn tin cho cha. Thì con có nhắn tin cho cha thì con sinh cháu bé an toàn và không phải tiêm thuốc đắt tiền như lần trước ạ. Đứa nào? Tại đây ạ. Đứa này rồi. Cho một trong tay thưa anh chị em. Bé này tên gì? Dạ Trần Đức Thắng ạ. Trần Đức Thắng được mấy tháng rồi? Dạ được 9 tháng tuổi ạ. À, 9 tháng tuổi. Anh chị em thấy cô ấy kể rất là vắn gọn là sinh đứa đầu tiên bị băng huyết tốn mất 2 tỷ đồng tiền thuốc. Tới khi mà mang thai đứa thứ hai thằng con trai thì cũng sợ là bị như vậy, nhưng mà được ai mách cho con biết về lòng thương xót Chúa để cho con xin khấn. Dạ vâng, con nhắn tin cho cha và nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được sinh an toàn ạ. Mà ai mách cho con biết? Dạ, những người theo đạo Thiên Chúa ở làng con ạ. Có cô Văn Hương cũng đi ở đây ạ. Rồi làm sao rồi con, hôm nay là con mục đích con bế đến đây là để tạ ơn Chúa. Dạ vâng, con tạ ơn Chúa. Tuy là bệnh con nó chưa khỏi hẳn là vì con bị bệnh ưa chảy máu là 15 năm nay rồi ạ. Thì sinh ra thì cháu bé nó cũng bị thiếu máu ạ. Vâng, nhưng mà hôm nay con vẫn vào đây con xin tạ ơn và con cũng xin cha. Rồi, bế cho bé lên, đứa bé 9 tháng tuổi phải không? Trần Đức Thắng, 9 tháng tuổi. Rồi, nhà con có máy 365 bài giảng chưa? Cho tặng cho con cái máy nha. Mọi người cũng cho con nghe thử một lần và xin cháu bé về con nghỉ sẵn thì là con cũng được nghe nhiều rồi ạ. Con mượn của người ta có cho con mượn ạ? Người ta cho con mượn, bây giờ là cho con luôn. Dạ vâng, con cảm ơn cha ạ. Rồi, mời anh.
Đó, chúng ta cố gắng vắn gọn thôi nha, vắn gọn thôi, tận hiếu mất thời giờ. Con xin chào cha cùng cộng đoàn. Thưa cha, con hôm nay con ở du xe Đào Văn Dũng, con ở giáo xứ Yên Bái, ở tỉnh giáo xứ Nhân Nghĩa, tỉnh Yên Bái. Con xin kể lại, con làm chứng cho Chúa vì con kể lại cho tất cả cộng đoàn cùng cha là con mới được hai cái ơn gần đây nhất thôi ạ. Ơn thì con được rất nhiều, nhưng có hai cái ơn gần đây nhất là trong cái dịp vừa rồi thì ở chỗ quê hương Yên Bái chúng con, cái giáo xứ thì đúng là cũng rất là khô khan, lòng thương xót Chúa thì cũng chưa được biết chê lắm ạ. Thì con cũng được về quê ngoại thì có mượn một cái đài lòng thương xót của cha đấy, thì là về trên nhà thì cũng mọi người xem, thì con cũng cứ ước ao là con thì ốm đau bệnh tật cũng lúc không thể đi được, con cũng nghe đài và cũng đọc cái quyển lòng thương xót đấy, cầu nguyện để xin cho con được đỡ đau đớn, đỡ ốm đau để con được vào trong giáo điểm Tin Mừng của cha, để con xin cầu nguyện và con xin ơn Chúa được chữa lành. Và hai, một cái ơn nữa là con có một đứa cháu, con cháu của con gái nhà con, thì nhà nó ở cách nhà con 20 cây. Thì một hôm gia đình nhà con người lớn thì đi vắng hết, có mỗi mẹ già con thì ở nhà, thì các cháu nó lên chơi với cụ với lại các ông các bà. Thì vô tình các cháu ra sông chơi thì không may cái đứa cháu của con gái nhà con là bị đuối nước. Thì con chẳng biết làm thế nào cả, thì con cũng được nghe đài và con đọc cái quyển lòng thương xót Chúa, con cũng cứ cầu nguyện. Thì người ta cũng đem câu và lưới ra, người ta mò mãi không được. Thế lúc con lấy quyển lòng thương xót Chúa ra, con cầu nguyện và con xin ơn Chúa để cho mau chóng, cho mọi người mau chóng được tìm thấy cháu để lo mai táng cho cháu. Thì đúng sau được có nửa tiếng sau là tìm thấy cháu. Và lúc con trực tiếp tay con mặc quần áo cho cháu, chân tay nó cứ cứng đờ hết ra, mà con cũng vẫn cứ thầm thì con cầu nguyện, con xin Chúa là thương cháu, thương chúng con để cho con mặc quần áo cho cháu, mà đến lúc giờ là chân tay cháu nó mềm ra, con mặc được quần áo cho cháu. Rồi anh kết tôn từ ngoài Bắc vào trong này, tôi tặng cho anh một cái máy 365 bài giảng lòng thương xót nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi đây là tập sách Những Lá Thư Không Gửi, chịu khó về phổ biến và đọc ở trong giáo xứ giống như họ của anh, như là anh đã đang làm nha. Rồi trước này cho con. Rồi con được cái gì chia sẻ cho mọi người? Dạ con là con là Xuân ở Giang Kim, con là Tê Sa Nguyễn Thanh Xuân ở Thanh Hóa. Nói to lên con làm chứng luôn, chứ nói bé thì sao người ta nghe gì được, con nói to lên cho mọi người nghe nha, chịu khó nói to lên. Dạ con có thằng con trai là bị tim bẩm sinh ạ, được nằm viện 7 tháng mà nó được mà bị sởi ạ, dịch sởi thì nó nằm với lại mấy giường ấy là bị trẻ bị đấy. Mà con cũng nhắn tin cho cha và bảo nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, thì con nhà con không việc gì cả, mà con nhà con có mổ tim đấy, thì từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều mới mổ xong, mà đến 11 giờ tối là nó tỉnh ạ. Và 6 ngày là cháu được xuất viện ạ. Và năm ngoái con có vào đây và con bầu con bé này, con bị u buồn trứng ạ. Thì con có vào đây, bác sĩ bảo là phải bỏ để giữ lại tính mạng cho mẹ. Con vào đây thì con xin ơn cha và để cho con có thể đẻ được con. Thì con vào đây vào thì con không về xét nghiệm lại, siêu âm lại thì không việc gì cả. Và con xin con được an toàn. Bé là bây giờ đó, tên là bé này đây phải không?
gì? Lương Thùy Dương ạ. Lương Thùy Dương được mấy tháng? 8 tháng ạ. Vâng, thưa anh chị em, người mẹ đã làm chứng về những đứa con của mình là đứa con trai bị bệnh được chữa lành từ ngoài Bắc. Rồi đứa khi mà mang thai đứa kế tiếp đây thì là bị u năng buồng trứng, bác sĩ yêu cầu bỏ đi. Thì cô ấy từ ngoài Bắc cô lặn lội vào đây xin cầu nguyện. Và cuối cùng thì cô ấy sinh được đứa bé ngon lành, không có bị đau ốm bệnh tật gì cả. Và cô cũng chẳng còn thấy u năng buồng trứng nữa. Và đây là đứa bé mấy tháng? Đây đứa bé 8 tháng. Ơi ơi. Mắt tròn đẹp nha. Đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mẹ. Thưa cha, con là Nguyễn Minh Tâm, du xe Nguyễn Minh Tâm, con ở xứ Thanh Bình, Đức Trọng. Thưa cha và cộng đoàn, con đã được Chúa thương và ban cho con nhiều ơn lành lắm. Nhưng con kể một ơn gần đây nhất là vào tháng 3 năm vừa rồi đây, con bị đau ruột thừa, nhưng con không biết là đau ruột thừa. Con tưởng con đau cảm, con cứ ở nhà con đọc kinh lòng thương xót Chúa, xin Chúa chữa cho con bằng cái cách của Chúa, cho con đừng bị đau. Mà nếu con có bị viêm ruột thừa, viêm ruột già, đau ruột non thì được, Chúa đừng cho nó bể, thì Chúa chữa con theo cách của Chúa. Thì cơn đau của con nó cũng có giảm đi. Và sau đến 5 ngày con đi bệnh viện, bác sĩ siêu âm và nói là anh bị đau ruột thừa và đã bị bể rồi nhá, nó đùn ra đây một đống rồi, nó trộn với ruột của anh thành một đám quánh rồi. Vậy con mới hỏi bác sĩ là vậy bây giờ tôi phải mổ để cấp cứu ngay hay làm sao bác sĩ? Thì bác sĩ nói là bây giờ thì mổ cũng vậy mà không mổ cũng vậy, bởi vì anh đã đau 5 ngày rồi, bây giờ chỉ trích thuốc cho anh để cho anh khỏi nhiễm trùng. Nếu được thì khoảng 2 tháng đến người ta mổ lấy cái đó ra cho anh, còn nếu mà không được thì anh về nằm nghỉ cho khỏe. Thế là con với nhắn tin cho cha Long của cộng đoàn đã cầu nguyện cho con và Chúa đã nhận lời con. Con điều trị ở đó có 3 ngày và bác sĩ cho con về mà con khỏe cho đến ngày hôm nay. Thì con về nhà thì anh em bạn bè đến hỏi thăm con và nói là phục tài của ông thật, ông bị bao nhiêu phen rồi mà không chết. Ông có một cái số cao đáng nể, ông cao số lắm, tôi phục ông. Và thưa cha và cộng đoàn, con có cái số nào đâu mà cao ạ? Nếu mà Chúa không chữa con ấy thì con có cái số cao vậy chứ cao nữa thì hàng xóm cũng mang con đi ngâm mất rồi. Vâng, thưa anh chị em, anh nói rất đúng, một lời xác tín để chúng ta đừng bao giờ mà bỏ rằng số này, số nọ, số kia. Rồi bảo ai con người, ai có số, cái giày dép nó còn có số nữa. Phải không? Chẳng có số cao, số thấp gì cả. Tất cả là nằm trong bàn tay của Chúa. Sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Mà bảo rằng anh như thế này là anh tài, anh giỏi, anh khá. Chẳng có tài, chẳng có giỏi, chẳng khá gì cả. Nếu mà Chúa không giữ lại, mà Chúa khều đi thì cũng đi. Và anh ấy nói rất rõ, nếu mà không có Chúa thì người ta đã đem anh ngâm xuống dưới lòng đất lâu rồi, chứ còn chẳng đứng đây được. Vì cái ruột già mà nó bể, anh xem thấy nó đau khủng khiếp, mà nó bể ra như vậy là nguy hiểm lắm. Mà còn trộn với lại cả ruột non, ruột già, ruột thừa, ruột thải đủ thứ hết. Nó bầy nhầy trong bụng anh ấy suốt 3 ngày như vậy. Mà sau đó lại 3 ngày sau là anh đi về và anh khỏe được như thế này. 5 ngày, vâng, thưa anh chị em, đó chỉ có lòng thương xót của Chúa mà thôi. Đây tôi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh. Nên nãy giờ bài giảng này bà cứ đòi lên mãi giờ biết sao bây giờ. Bỏ cái dép ra mà chạy lên. Rồi bà đứng đây. Bà bao nhiêu tuổi rồi? Cha và cộng đoàn, con là ở xứ Bến Đến,
năm nay con 75 tuổi thì con cũng được nhiều hơn, nhưng mà con cũng nói với cha và ơn gần đây thôi. Thì cha và cộng đoàn, con là có một cái bệnh là nguy hiểm, con cháu con gần chết rồi, đã đưa ra Hà Nội à, cũng mổ con mà con cũng sắp chết, nhưng con nhờ lời cầu nguyện và cộng đoàn lòng thương xót và mọi người cầu nguyện cho con khắp nơi, thì Chúa và Đức Mẹ đã thương con thì cho con là được một cái sức khỏe về nhà. Thì con cũng khám mấy lần rồi, con hắn cũng lấy thuốc về nhà truyền và cho con tiêm chuyên môn. Đến ngày trước đây con đã đi vô cha một lần rồi, thì bây giờ con được ơn lòng thương xót và Chúa đã cho con, thì con đến con cảm tạ cha và Chúa đã thương con. Cảm ơn cũng gần ạ. Đây tôi tặng cho bà nguyên một tấm ảnh lòng Chúa thương xót bà 75 và lặn lội và đèo vừa thánh giá vừa áo Đức Bà vừa chẳng chuối đủ thứ hết. Đây là ảnh lòng Chúa thương xót nha, bà đem về. Và đây là cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho bà nha. Rồi, bà cụ 75 tuổi, thưa anh chị em. Còn Biêu Biêu có làm chứng hả? Không có làm chứng không? Có hả? Rồi, mời anh. Thưa cha và thưa cộng đoàn, ơn của Chúa thì xuống rất là nhiều ở trên gia đình của chúng con. Nhưng mà con xin kể với cộng đoàn thì với cha một ơn mới nhất và lớn nhất, là khi mà chúng con nghe được cái bài giảng của cha đó, vô tình bà dì bà cho một cái máy để nghe, thì con thấy cái, trong cái bài giảng của cha đó nó rất là có lửa, và thánh thần của cha đã lôi kéo chúng con, và chúng con cũng ngày càng nhớ lại những cái gì mà mình đã từng sống, mình đã từng làm, và chúng con quyết định đi đến đây. Và chúng con đến đây hôm nay là 3 lần rồi. Ở đây là vợ con ngồi ở bên đó mà dạ đúng rồi đó. Dạ ngồi xe lăn đó. Tuy là khi mà chúng con đến đây, chúng con thấy rất là bình an, bởi vì chúng con được trở lại và sống ở trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa một lần nữa. Chúng con rất tuy là bệnh của vợ con thì chưa thấy gì, nhưng mà chính con đã nhìn thấy được là cách đây 3 năm trở lại đây thì cô ấy không có một cái tiếng cười nào hết. Nhưng mà chỉ chừng 2 tháng trở lại đây thôi thì cô ấy lại cười rất là nhiều, cười to nữa. Có nhiều khi là nghe những cái bài giảng của cha rồi lại là cười một mình, cười một mình. Vâng, chúng con con tên là gì và vợ con tên gì? Dạ con tên là Hồ Ngọc Ẩn và vợ con tên là Trần Thị Yến Loan. Chúng con đang sống tại giáo xứ Bến Gỗ và giáo phận Xuân Lộc. Chị bị bệnh gì? Thưa cha, trước tiên là bị dời leo. Cách đây 3 năm bị dời leo xong rồi nó ăn vào bên trong, và đến khi mà nó xuất ra ngoài thì nó phá rất là nhiều, tức là vừa phổi rồi vừa tim. Thì cô ấy mất tiếng khoảng 3 tháng đến 4 tháng gì đó, mất tiếng không nói được luôn, rồi qua bên tim, rồi bây giờ là cuối cùng là khớp. Và cái giấy mà xác nhận của bác sĩ cái lúc ra viện cuối cùng hết là bị dính khớp không đi được, rồi suy thận và tràn dịch các cái cơ, tràn dịch cơ. Là nhưng mà ngày hôm nay thì chúng con là cảm thấy là rất là bình an, bởi vì chúng con đã được trở lại và sống trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa một lần nữa. Vâng, thì
nếu mà nói thì là nó có một cái kinh nghiệm rất là đau lòng, là bởi vì cái năm 2003 là cái năm đại dịch gia cầm á, thì khi mà người ta đi thiêu hủy hết thì chúng con cũng đốt khoảng 15.000 con chim cút, và lúc đó là con mắc nợ 150 triệu. Thì số tiền đó đối với vợ chồng của tụi con lúc đó cũng rất là lớn, nhưng mà có một cái là đại dịch nên bởi vậy các chủ nợ họ không có làm gì mình hết, tức là họ cũng thông cảm bởi vì là một cái đại dịch. Nhưng mà thật sự ra đó thì chúng con cũng đã là phá sản trước đó rồi, chứ không phải là do cái đại dịch này. Thì bởi vậy chúng con đã thấy là Chúa cứu con một bàn thua trong thấy. Và từ lúc đó chúng con sống ở trong tình yêu của Chúa, chúng con rất là bình an. Và chúng con sống nhiều năm như vậy, chúng con đã học được một bài học yêu thương kẻ thù, và con đã học cái bài học đó rất là kỹ. Nhưng đến một lúc nó không có như mong đợi nữa, tức là cái lòng kiên nhẫn của mình nó đã mất đi rồi. Nó không biết giờ nào, lúc nào nữa mà Chúa không còn đồng hành với con nữa. Và từ đó đến cho đến lúc mà cách đây khoảng 2-3 tháng là chúng con cứ lần lũi trong bóng tối. Chúng con cứ quyết định để trả nợ, cố làm để trả nợ. Tại vì mình nghĩ là mình làm là với cái sức lao động của mình thì mình sẽ làm được, mình sẽ trả nợ được. Nhưng mà cuối cùng nợ vẫn lún nợ. Và cho đến bây giờ chúng con nợ đến gần 600 triệu. Và đúng ra số tiền này là cũng rất là lớn đối với vợ chồng con. Nhưng mà bây giờ chúng con cảm thấy rất là bình an. Bình an bởi vì là vợ con á, thì bệnh tật của vợ con thì Chúa đã biết rồi. Chúa biết trước khi mà chúng con đến đây nữa. Nhưng mà khi mà đã đến đây rồi á, thì về là rất là bình an. Rồi còn gia đình con thì có một đứa con gái, nó đã bỏ dạy giáo lý nhiều năm rồi, nhưng mà nó đi đến lòng thương xót đây với ba mẹ 2 lần. Ba mẹ đi 3 lần nhưng mà nó đi mới có 2 lần thôi. Nó về nó quay lại nó dạy. Rồi nó kêu là tạ ơn Chúa vì cái điều đó. Rồi một thằng con trai 26 tuổi là nó cũng mê game lắm, nó cũng mê chơi lắm. Nhưng mà nó mê chơi đến nỗi mà nó làm mất của chúng con 4 chiếc xe Honda, 4 chiếc xe máy. Mà chúng theo chúng con biết đó, thì 3 chiếc là bị công an giao thông bắt, còn 1 chiếc nữa đó thì bị công an phường, mà mình không biết vì lý do gì, bị bán hay là vì cái gì, cái đó là con cũng chẳng biết. Nhưng mà bây giờ đó, thì nó có công việc ổn định, là mới trong tuần này thôi nó đã có một cái công việc làm rất là tốt. Vậy, chị đâu nói được nữa hả? Nói được không? Dạ được cha. Dạ. Nói được không ạ? Dạ con không nói được hồi ba năm về trước cha. Dạ. Mà con được ơn nhưng mà con không có đáp trả được tình yêu của Chúa. Con cứ nghĩ là chồng con giỏi hay, chứ con không có nghĩ đó là do Chúa ban cho chúng con. Giờ bây giờ con nghe được cái máy của dì con cho, con cảm nhận được, con mong lắm là mình quá kiêu ngạo, chút đẩy mình như vậy. Đây, cho tặng cho con là cái máy 365 bài giảng nha. Để con về con nghe, rồi mượn của dì và cho tặng cho con cái bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa tập 1 và tập 2. Và đây là còn cái đĩa, còn cái DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra. Và đây là sâu chuỗi lòng thương xót Chúa để xin Chúa đồng hành với con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah.
thưa anh chị em, chúng ta thấy là con người, như chị ấy nói, mình làm, mình tưởng là sức của mình tưởng là khả năng của mình tưởng là mình có thể làm được, nhưng mà cuối cùng mất hết tất cả, càng làm càng lún sâu và nợn nần, càng làm càng thất bại. Bây giờ ngồi trên xe lăn mới giật mình chợt tỉnh ngộ rằng là tất cả là ân huệ của Chúa chứ không phải là tài sức của con người. Một cái điều lạ lùng nữa đó là chính anh ấy lại là người nhận ra rằng bây giờ chúng con lại là người bình an hơn hết. Đứa con trở lại đi dạy giáo lý, thằng con trai có công ăn việc làm, và vợ chồng mới nhận ra rằng ân huệ của Chúa ban cho mình mà xưa giờ mình không nhận ra. Ngày xưa cứ chỉ như những đứa bé vui chơi mà không nhận ra lòng thương xót của Chúa. Còn con, được ơn gì con vắn tắt chia sẻ cho mọi người một ơn. Kính thưa cha và cộng đoàn, thì con được một ơn là bệnh con là bệnh thật. Bệnh con là bệnh tật. Bệnh thật. Hả? Sỏi thận. À, sỏi thận, tưởng bệnh con là bệnh tật rồi. Rồi, sỏi thận, sao nữa? Thưa cha, lúc bây giờ là con đau vô cùng. Con đi ba nhà thương luôn mà uống búa không khỏi. Mà ai mà đi bệnh thần rồi thì biết, đái buốt lắm cha. Mà từ tối là con vô giường là bắt đi tiểu, dậy đi tiểu. Con mới nói gọi vợ con bảo thôi mai đi mổ đi, nhà thương ta mổ đi. Thì vợ con mới nhắn tin cho cha, từ đó là con khỏi luôn. Thưa cha, còn vợ con được mấy ơn đó, vợ con mới đây. Em ơi lên đây. Vợ con ngồi dưới dạ. Được mấy ơn đó. Lên đây. Đấy. Thưa anh chị em, đây còn cái máy 365 bài giảng nha, đây tặng cho anh. Rồi. Ai đây? Con đứng trên ghế keo này cho nó bằng. Rồi nó bằng. Dạ thưa cha và cộng đoàn, là con đang bị viêm bullet túi mật, rồi con bị viêm bàng quang. Thế mà con nhắn tin cho cha với cộng đoàn cầu nguyện thì con hết bệnh. Mà con đi mấy nhà thương con không hết, mà cuối cùng con hết để con về con vứt thuốc đi. Con từ bữa nay con khỏe, con cảm ơn cha và cộng đoàn lắm. Dạ. Cho tặng cho con bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót nha. Rồi, cầm tay nhau. Cầm tay nhau rồi, đi xuống. Đi cái túi rồi đi nữa. Thưa anh chị em, tôi thấy khi mà gia đình có Chúa nó vui như vậy đó, như đôi đũa lệch so sao cho vừa, mà so vừa không? Vừa, trong lòng thương xót Chúa là vừa hết, không có lệch, không có cao, không có thấp gì cả. Thôi bỏ tay xuống đi, không còn giờ nữa, xin lỗi anh chị em, vì ngày nào chúng ta cũng phải giữ giờ, cho nên là rất tiếc không còn thời giờ để cho anh chị em lên để chia sẻ. Có nhiều bàn tay vẫn cứ đưa ra, đó là một cái ơn lớn lắm thưa anh chị em. Đó là cái ơn rất là lớn thưa anh chị em, mà chúng ta thấy được rằng là Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay cho mình thấy là chỉ đi tìm thánh ý Chúa mà thể hiện, chứ không tìm ý của người ta mà chiều. Nếu mình đến đây mà mình cứ bắt Chúa phải chiều theo mình, giống như đứa bé nó khóc nó đòi cái gì là bố mẹ phải chiều, nó múa nó thổi kèn thì đứa kia phải nhảy, nó đánh trống thì đứa kia phải múa. Không, chúng ta là những con người của lòng thương xót Chúa. Anh chị em mình đến đây là mình để cho Chúa hướng dẫn, để cho Chúa điều khiển. Mình cứ viết thư khấn, cứ cầu, cứ xin, cứ nài, cứ khẩn, cứ nguyện, nhưng cuối cùng phải là xin cho ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, chứ không phải là như đứa bé mà bắt người ta phải chiều theo mình. Bắt Chúa cũng phải làm người hầu hạ, phục vụ, là điều khiển Chúa luôn, là con xin cái này Chúa phải cho, con xin cái kia Chúa phải cho. Không, Chúa có đường lối của Chúa, Chúa có chương trình của Chúa.
Và thứ hai là khi mình để cho Chúa điều khiển, Chúa hướng dẫn mình, thì chúng ta cũng không để cho con người lèo lái mình, cho dấu họ có quyền, cho dấu họ có tiền, cho dấu họ có tất cả mọi thứ ở trong tay, nhưng chúng ta vẫn phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời. Vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời. Vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời. Amen.